ở showbiz hiện tại, trong khi không ít nam diễn viên dù đã tham gia diễn xuất nhiều năm nhưng lại không có nhiều sự tiến bộ cả về kỹ năng diễn xuất lẫn đài từ, thậm chí càng diễn càng thụt lùi. Thì cũng có nhiều tài năng vô cùng trẻ nhưng đầy triển vọng, hội tụ cả nhan sắc, học vấn và kỹ năng diễn xuất đang dần vươn lên với nhiều vai diễn ấn tượng. Trong video này hãy cùng showbiz phim gọi tên những nam diễn viên sinh sau năm 2000 có tiềm năng nhất hiện nay nhé. Vương Tinh Việt. Vương Tinh Việt đang là một trong những gương mặt diễn viên Gen Z quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ với nhiều vai diễn nổi bật trong thời gian gần đây. Vương Tinh Việt tên thật là Vương Đào, sinh năm 2002 tại thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Từ nhỏ, anh chàng đã rất yêu thích ca hát và từng học đàn guitar. Năm 2017, Vương Tinh Việt trúng tuyển khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương khi chỉ mới 15 tuổi. Trong khoảng thời gian theo học tại trường, anh từng tham gia diễn xuất trong nhiều vở kịch nói. Năm 2019, anh tham gia thử vai trong phim điện ảnh Công ích phòng chống ma túy vùng nước sâu và đã thành công nhận được vai học sinh trung học Lữ Tử Hạo. Đây là bước khởi đầu cho con đường theo đuổi nghiệp diễn của nam diễn viên Gen Z. Nếu như ở trong phim anh chàng thường xuất hiện trong hình tượng nhân vật trầm tĩnh, quyền lực thì ngoài đời thực, Vương Tinh Việt lại là một chàng trai có tính cách rất hóm hỉnh, luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ và thoải mái, người hâm mộ không khỏi bất ngờ và thích thú trước sự hài hước của chàng trai trẻ này. Đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên Gen Z chính là vai nam phụ Lưu Tử Hành trong phim cổ trang Châu Sinh Như Cố phát sóng năm 2021. Khi tham gia bộ phim này, Vương Tinh Việt chỉ mới 17 tuổi, nhưng bằng lối diễn xuất linh hoạt cùng khí chất vương giả ngút ngàn, anh đã thành công khắc họa nên một Lưu Tử Hành vừa đáng thương vừa đáng hận trong Châu Sinh Như Cố. Cuối năm 2023, đầu năm 2024, sự nghiệp của Vương Tinh Việt phất lên như diều gặp gió, các vai diễn của nam diễn viên đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Đầu tiên là vai gia chủ Trọng Khê Ngọ trong phim cổ trang Vi Hữu Ám Hương Lai đóng cùng Châu Dã. Sau đó là vai diễn Bạch Nguyệt Quang Trương Già trong dự án Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính. Đầu năm 2024, Vương Tinh Việt tiếp tục chiếm trọn tình cảm của khán giả với vai diễn Mạnh Hiểu Đông trong phim Giữa Cơn Bão Tuyết. Nam diễn viên trẻ cực kỳ thích hợp với các vai diễn có thiết lập vương giả, cao quý nhờ diện mạo chín chắn, điềm tĩnh cùng khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật tuyệt đối. Sắp tới, khán giả sẽ gặp lại Vương Tinh Việt trong các dự án như Mặc Vũ Vân Gian, Ám Ảnh Trinh Thám, Ngũ Phúc Lâm Môn, Định Phong Bà. Ở thời điểm hiện tại, Vương Tinh Việt chính là gương mặt diễn viên trẻ được nhiều nhà sản xuất phim cổ trang ưu ái lựa chọn vào vai nam chính của nhiều bộ phim trên màn ảnh. Biên Trình. Biên Trình sinh năm 2004, anh từng là sao nhí triển vọng của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ và cũng là thủ khoa toàn quốc chuyên ngành biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2022. Việc Biên Trình đứng đầu trong kỳ thi chuyên ngành biểu diễn chứng tỏ thực lực của anh chàng này cũng không phải dạng vừa. Biên Trình đã từng góp mặt trong nhiều dự án ăn khách của màn ảnh Hoa ngữ như Thục Sơn Chiến Kỷ 2, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Bộ Bộ Kinh Tình, Như Ý Chuyện, Thanh Bình Lạc, Đức Phật Và Nàng. Vào năm 2020, chàng diễn viên trẻ từng gây sốt màn ảnh Hoa ngữ với vai diễn Hoài Cát trong phim Thanh Bình Nhạc. Có thể nói, tài năng nổi trội và ngoại hình tươi sáng đã giúp Biên Trình dễ dàng gặt hái được những thành công khi gia nhập giới showbiz. Tuy nhiên, do nổi tiếng vào thời điểm vẫn còn quá nhỏ, khi mà anh chàng vẫn còn chưa đủ tinh tế để xử lý nhiều vấn đề trong cuộc sống và công việc, nên Biên Trình đã vướng vào những scandal không đáng có khi sự nghiệp chỉ vừa chớm nở. Biên Trình từng bị chỉ trích khi có lời nói kém duyên với đàn chị Nhậm Mẫn trong buổi livestream quảng bá phim Thanh Bình Nhạc. Sau đó, Biên Trình còn vướng vào ồn ào hút thuốc ở nơi công cộng, đáng trách hơn là anh chàng hút thuốc khi chỉ mới 17 tuổi. Chính vì thế, ngay sau khi sự việc được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, Biên Trình đã phải lên tiếng xin lỗi về sự sai lầm của bản thân mình. Việc liên tục vướng vào scandal cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của Biên Trình. Khán giả cho rằng để phát triển tốt hơn trong sự nghiệp, nam diễn viên cần rèn luyện cả tâm tính, giữ đời tư trong sạch, hình tượng đẹp. Sau scandal, Biên Trình vẫn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim, dù chỉ đóng vai phụ nhưng nét diễn xuất của nam diễn viên vẫn được đánh giá cao. Gần đây, Biên Trình đảm nhận vai nam phụ Thẩm Huân trong bộ phim Tích Hoa Chỉ do Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đóng chính. Nhờ sự thành công của Tích Hoa Chỉ mà thiện cảm của khán giả đối với Biên Trình cũng tăng thêm vài phần. Lưu Diệu Văn. Sinh năm 2005, Lưu Diệu Văn gây chú ý với ngoại hình tươi sáng và chiều cao vượt trội. Năm 14 tuổi, sau khi tham gia chương trình thực tế của công ty Thời Đại Phong Tuấn vào năm 2019, Lưu Diệu Văn ra mắt trong nhóm nhạc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Khi vẫn chưa tròn 2 năm ra mắt, Lưu Diệu Văn đã là một trong những nghệ sĩ trẻ được chú ý nhất tại Trung Quốc. Anh đã nhiều lần xuất hiện trên các bảng xếp hạng nghệ sĩ quyền lực nhất Trung Quốc, đứng chung với những ngôi sao hàng đầu showbiz. Cái tên Lưu Diệu Văn cũng thường xuyên xuất hiện trên hot search tại Trung Quốc.
Cũng như các đàn anh của TFBoy, các thành viên của thời đại thiếu niên đoàn cũng được công ty thời đại Phong Tuấn tạo điều kiện để tham gia các hoạt động diễn xuất từ sớm, thông qua việc để các thành viên đảm nhận các vai diễn khác nhau trong những bộ phim ngắn do công ty tự sản xuất. Cũng từ đó, Lưu Diệu Văn cũng bắt đầu bộc lộ khả năng diễn xuất của mình và rèn luyện sự tự tin của bản thân khi đứng trước ống kính. Năm 2023, Lưu Diệu Văn tham gia chương trình thực tế lớp học siêu Việt vô hạn gồm 14 học viên. Các diễn viên trẻ đến với lớp học nhằm thể hiện khả năng diễn xuất của mình và học hỏi kinh nghiệm diễn xuất từ các bậc tiền bối. Thông qua chương trình này, Lưu Diệu Văn không chỉ được cọ sát với các tình huống thực tế trong quá trình diễn xuất, mà còn khai phá thêm những tiềm năng của bản thân. Năm 2024, Lưu Diệu Văn được chú ý nhiều hơn trên màn ảnh Hoa ngữ nhờ vai diễn Hàn Vũ Thần trong Điều thứ 20, bộ phim điện ảnh đầu tay của nam diễn viên trẻ không chỉ đạt được doanh số tốt, mà bản thân Lưu Diệu Văn cũng được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất và lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục diễn viên mới xuất sắc của Giải thưởng Điện ảnh Bách Hoa năm 2024. Lưu Diệu Văn như một viên ngọc sáng đầy tiềm năng của giới giải trí xứ Trung. Vinh Tử Sam. Vinh Tử Sam sinh năm 2006 tại Tứ Xuyên. Từ nhỏ, cậu bé đã được gia đình tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ hết mình trong việc theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Sự nghiệp diễn xuất của Vinh Tử Sam chính thức bắt đầu từ năm 2015 khi cậu tham gia bộ phim điện ảnh Sơn Hà Cố Nhân. Trong phim, Vinh Tử Sam đảm nhận vai Trương Đáo Lạc lúc nhỏ. Sau đó, nam diễn viên nhí còn xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình ăn khách như phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta với vai em trai của Cảnh Cảnh, phim Ánh Sáng Từ Đáy Lòng vai Vương Lập Cường lúc nhỏ, phim Hậu Cung Như Ý Chuyện vai Tứ A Ca Vĩnh Thành lúc nhỏ. Năm 2020, cái tên Vinh Tử Sam bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn của khán giả nhờ vai diễn cậu bé Chu Triều Dương trong phim Gốc Khuất Bí Mật. Nhờ sự thể hiện xuất sắc trong bộ phim này mà Vinh Tử Sam đã giành được giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nội dung Châu Á của Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2020. Sau đó, Vinh Tử Sam tiếp tục đảm nhận thêm những vai diễn quan trọng trong nhiều bộ phim như vai Từ Long Tượng Đệ Đệ của Từ Phượng Niên trong phim Tuyết Trung Hãng Đao Hành năm 2021, hay gần đây là vai diễn cậu thiếu niên Biên Kiệt trong phim Cậu Bé Không Nhìn Thấy Bóng, một bộ phim nằm trong series Giáp Hát Sương Mù, đóng cùng nam diễn viên Trương Tụng Văn. Vinh Tử Sam được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tinh tế, linh động, có thể hóa thân thành nhiều dạng vai diễn khác nhau mà vẫn toát ra được màu sắc riêng biệt của từng nhân vật. Không chỉ thể hiện khả năng diễn xuất qua nhiều vai diễn ấn tượng, Vinh Tử Sam còn minh chứng rằng bản thân có năng lực vượt trội ở mảng diễn xuất. Khi giành được kết quả thi xuất sắc trong phần thi nghệ thuật của kỳ thi đại học tại Trung Quốc năm 2024, khi là thủ khoa ngành diễn xuất Học viện Hí kịch Trung ương, thủ khoa ngành diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và đứng thứ 3 khoa biểu diễn Đại học Truyền thông Trung Quốc. Hứa hẹn trong tương lai, chàng trai sinh năm 2006 là một trong những ngôi sao sáng của màn ảnh Hoa ngữ. Châu Kha Vũ. Sinh năm 2002, Châu Kha Vũ được nhiều người nhớ đến với vai trò là một cựu thành viên của Into One, nhóm nhạc bước ra từ chương trình âm nhạc thực tế Sáng Tạo Doanh năm 2021. Ngay từ đầu chương trình Sáng Tạo Doanh 2021, Châu Kha Vũ đã là một trong những thực tập sinh nổi tiếng nhất với lượng người hâm mộ đông đảo. Trước khi trở thành thành viên Into One, Châu Kha Vũ cũng từng ra mắt vào năm 2019 trong nhóm nhạc BET, trực thuộc công ty giải trí Gia Hành Tân Duyệt. Một trong những điểm thu hút khán giả của Châu Kha Vũ nằm ở ngoại hình được nhận xét là điển trai, đậm nét cổ điển như các tài tử Hồng Kông thập niên 90. Bên cạnh đó, Châu Kha Vũ còn được nhiều khán giả yêu thích nhờ tham gia một số chương trình giải trí ăn khách tại Trung Quốc như Bạn Và Tôi Đều Là Vương Giả, Cùng Nhau Suy Luận Nào mùa 1 và 2. Song song với các hoạt động âm nhạc và giải trí, Châu Kha Vũ cũng tham gia diễn xuất trong một số dự án phim Thanh Xuân Vườn Trường kể từ năm 2019. Nhưng chỉ đến năm 2023, khi xuất hiện trong bộ phim Dị Ái Vi Doanh, Châu Kha Vũ mới được công nhận nhiều hơn ở vai trò là một diễn viên thực thụ. Trong phim Châu Kha Vũ vào vai Dịch Dương, anh chàng là một truyền kỳ trong giới kinh doanh, thiếu niên thiên tài lập nghiệp từ khoa học công nghệ và cũng là CEO công ty khoa học kỹ thuật Hắc Mã. Dịch Dương vẫn còn khá ít tuổi, từ nước ngoài trở về nên tư tưởng phóng khoáng, thoải mái, thẳng thắn thể hiện tình cảm và kiên định theo đuổi tình yêu. Vị tổng tài trẻ tuổi này sớm đem lòng yêu mến Trịnh Thư Ý và tìm cách tiếp cận cô khi vừa gặp mặt. Dù chỉ là vai phụ, nhưng nhân vật Dịch Dương của Châu Kha Vũ vẫn kịp để lại những ấn tượng tốt đẹp với khán giả. Sắp tới đây, Châu Kha Vũ có hai vai diễn trong các bộ phim đang chờ phát sóng gồm vai phản diện Thiên Lân trong phim cổ trang Niệm Vô Song và vai Tống Tùng trong bộ phim hiện đại có tên là Ngôi Nhà Màu Đỏ Dưới Tán Cây. Trên đây là top 5 nam diễn viên sinh sau năm 2000 siêu tiềm năng của màn ảnh showbiz hiện nay. Bạn ấn tượng với gương mặt nào nhất? Hãy chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!